Ngày 21 tháng 9, Thánh Matthew Tông Đồ Thánh Sử. Hãy theo ta, và ông ấy đứng dậy đi theo người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra, khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Tôn trọng ơn gọi của nhau. Hãy theo ta, và ông ấy đứng dậy đi theo người. Chúa Giêsu gọi người thu thuế tên Lê-vi, và ông đã theo người. Cả việc gọi và việc đi theo đều là việc kỳ diệu, nếu không nói là huyền nhiệm. Chúa vẫn biết, trong mắt nhân dân và nhất là trong mắt các kinh sư luật sĩ, thì hạng người thu thuế là phường tội lỗi, đáng ghét, đáng xa lánh. Vậy mà, không những người đã gọi Lê-vi lại còn thân hành đến nhà Lê-vi, mà còn ngồi bàn với Lê-vi và đám thu thuế đồng nghiệp của ông nữa. Còn Lê-vi không chỉ đứng dậy đi theo người, mà còn mời người ghé tệ xá, thiết đãi bữa tiệc vui mừng. Thảo nào có những ơn gọi mà trí khôn con người suy không thấu, hiểu không ra. Ý muốn của Chúa không phải như ý muốn của con người. Chúa mời gọi tất cả làm tông đồ cho người, không kể thành phần nào. Mỗi người mỗi ơn gọi rất riêng, nhưng tất cả đều được kêu mời để làm vinh danh Chúa và loan báo tin mừng. Việc quan trọng là chúng ta hãy quý chuộng ơn gọi của mình và tôn trọng ơn gọi của người khác. Luôn nhớ rằng, dẫu có là người thấp bé, bần cùng, ít học, bệnh hoạn tật nguyền hay tội lỗi đi nữa, thì Chúa Thánh Thần vẫn đang làm việc trong họ để họ nhận ra ơn gọi và chu toàn sứ vụ trong hoàn cảnh sống của mình. Người trong nhà có cùng ơn gọi sống bậc gia đình để làm chứng cho Chúa dưới đời thường qua cuộc sống tin mừng thật bình an, vui mừng và hạnh phúc. Nhưng chồng, vợ, con cái lại có thể có ơn gọi riêng trong cộng đoàn, trong các hội đoàn. Hãy giúp nhau chu toàn sứ vụ. Có khi việc là của chồng, nhưng công là của vợ, hoặc việc của vợ, nhưng nhờ hy sinh của chồng. Lạy Chúa, xin cho các gia đình cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã không chê phận hư hèn tội lỗi của mỗi người, lại kêu mời tất cả cộng tác với Chúa và giáo hội trong việc loan báo tin mừng. Xin Chúa giúp các gia đình chu toàn sứ vụ. Amen. Chào tháng 9. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 9 là cầu cho những người đang sống bên lề. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo. Xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua và không bao giờ bị coi thường. Và thiết nghĩ, không chỉ cầu nguyện mà mỗi gia đình chúng ta còn phải tỏ bày và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Sống theo lời Chúa TV, luôn tâm niệm cuộc sống Kitô hữu Công giáo là cuộc sống thật lòng yêu Chúa, yêu nhau, yêu người. Bởi không yêu Chúa thì khó lòng mà các gia đình yêu nhau cho nồng nàn, bền lâu.
và người nhà không yêu nhau thì khó lòng mà yêu được người rừng nước lá. Ước gì mỗi người mỗi nhà luôn xác tín, đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Vậy xin mỗi người hãy sống yêu Chúa, yêu nhau, yêu người, để Thiên Chúa ngự trị trong nhà mình, để nhà mình được an vui, hạnh phúc. Chúng ta sống trong tình yêu thì chúng ta
con